Xin chào tất cả mọi người. Cái clip này tôi xin giới thiệu với mọi người một cây piano của Roland rất là vintage và rất là nổi tiếng, có tên là Piano Plus 11. Đây là một cây gọi là piano rất là nổi tiếng của Roland. Nó là dạng kiểu vintage, sao tiếng vintage, rất là cổ xưa. Tất nhiên thì đây là một cây đàn rất là xịn và bền theo thời gian, rất là bền, phím bấm của nó rất là hay, rất là sướng, 61 phím. Nó có loa một loa này thôi, toàn giải. Ngoài ra nó có vài tiếng piano và vài tiếng hạp, nó cũng kết hợp một số điệu để chơi cho nó vui. Nhưng mà cái cây này thì phần lớn vẫn là như tên gọi của nó là piano thôi. Ok, nó rất là nặng. Ở đây thì nó có tun, nó có sin output, nó có pedal, nó có auto play stop, nó có đường phone và nó có đường out. Ok, rất là đầy đủ cho một cây piano. Đây là một cây Roland, này là thuộc dạng huyền thoại rồi mọi người. Nó rất là nặng. Ok. Rồi, bây giờ ta đi sử dụng nó như thế nào. Cái này thì cắm điện trực tiếp nhá, điện 110V nguyên bản của Nhật. Đó. Tôi đã cắm điện sẵn rồi, bây giờ tôi bật lên này. Rồi, đèn đã lên, mọi thứ đã ok. Cái nút này là nút volume to nhỏ. Ok. Đây, button này là cái nút vàng ít hay vàng nhiều, pedal ấy. Ngân chăn po là tăng tông hạ tông rất đầy đủ. Ok rồi, cái hai cái nút gạt này thì một cái là cường gọi là level của bass, nghĩa là độ to nhỏ của bass, một cái là to nhỏ của điệu á, của hợp âm á. Ok rồi, còn cái một dãy phím bên này, bốn cái nút này thì nó là set chế độ chơi Norman, bass, cho và up loop ấy. Ok, đây là bát và ạp đây. Thì nó có 4 chế độ đánh bát, 1, 2, 3, 4, chữ làm A này. Rồi nó cũng có 4 chế độ loop, 1, 2, 3, 4. Chút nữa vào điệu người ta sẽ nghe nó kỹ càng hơn. Đó, còn đây là lower hold và up harmony. Thì chút nữa tôi sẽ nói rõ hai cái chức năng này. Chức năng gọi là đánh điệu, liên quan điệu. Đây là to nhỏ của trống, rim level. Còn đây là tempo, nhanh chậm. Nút start stop là để bật chơi điệu, bật trống đó. Ok, đơn giản thì có như vậy thôi. Nó có 8 điệu cơ bản, nó là rock này, bossa nova, disco, mass, swing, soup, slow rock và van. Đó, điệu nào thì ta cứ nhấn điệu đó, đúng không? Rồi nút này là nút select, ấn lên, ấn xuống. Nhả ra thì là tương ứng với các điệu ở trên, ấn xuống là tương ứng với các điệu ở dưới. Cái nút này chỉ có như vậy thôi. Điệu nào thì ấn ở đây. Thì bên này là tiếng. Đây là piano cho nên nó chỉ có tiếng piano thôi. Và tiếng hạp. Piano 1, piano 2, piano 3, hạp 1, hạp 2. Ok, chỉ có như vậy thôi. Rồi ok, bây giờ ta đi thử các tiếng nhá, mình tiếng nào thì mình chơi tiếng đó thôi. Piano 1 đấy. Ok, piano 2. Ok, piano 3. Hạp 1. Hạp 2. Ok. Rất là ổn. Âm thanh nó rất là vintage, nó hơi có độ rè rè chút, nghe nó khá cổ xưa. Cái âm thanh của nó thì nghe nó không có mượt mà như là những cái cây đàn đương đại bây giờ, nghe nó rất là vintage, nó có một chút gì đó nó hoài cổ. Với hai cái phím nó bấm rất là sướng mọi người, phím bấm rất sướng, âm thanh nghe rất là cái sao tiếng nghe nó rất là vintage, nghe nó có cái độ sướng riêng. Nói chung là những ai mà yêu âm thanh vintage ấy, thì họ nghe cái tiếng này họ rất là thích. Ok, cái phần tone này, nghe chọn tiếng này chỉ có đơn giản vậy thôi, thích tiếng nào ta bấm phím đó, nó không có nhiều lựa chọn, chỉ có piano là chính thôi. Ok, rồi bây giờ ta sẽ đi nói nhiều hơn về phần chơi điệu. Tất nhiên, đây là cây piano, nhưng mà nó thêm mấy cái này để cho ta phong phú thêm cây đàn thôi. Đó, để ấy thôi, chứ nó cũng không phải là cái quyết định tất cả. Đôi khi chúng ta sở hữu một cây đàn này về, chúng ta chỉ để tập piano thôi. Nhiều người đã không chơi mấy cái này đâu. Đó, nhưng mà cái cây đàn Piano Plus 11 này nó thêm mấy cái này. Đó, nó rất là hay. Ok mọi người, bây giờ tôi sẽ chỉ cho mọi người cách sử dụng điệu nhé. Khi mà tôi sẽ nói trước về cái bốn cái nút này. Tại bốn nút này là bốn cái nút để chế độ để chơi. Khi mà ta ấn Norman thì là 61 phím này nó sẽ đánh tiếng piano hoặc tiếng hạp ở đây thôi. Nó không liên quan đến chơi điệu. Ok, 61 phím mình đánh vậy thôi. Khi mà ta ấn vào vô bát, mọi người thấy không? Phần bát này nó không kêu, phần piano nó kêu, bắt đầu là từ phím này này. Nó không kêu luôn.
Là sao không kêu? Tại vì cái này là khi mà nó phần bát thì là nghiêm nhiên là nó lúc trống này. Bát level, ta để bát level lên chút. Nó tự lúc ấy, mọi người thấy không? Đó, nghĩa là nó không còn là chơi solo nữa rồi, chơi Nomad nữa rồi. Thế nghĩa là khi mà ngoài cái chữ Nomad này ra là để chơi piano, còn ấn các chế độ khác ở ba cái phím này thì nó là liên quan đến chơi điệu rồi. Ok. Đó, rồi, bây giờ phím bát, phím cho là chơi hợp âm. Cái này là cái app này là để loop những cái scale. Đó, bây giờ ta đi vào thử một cái điệu nhá. Cái level rim này đẩy to lên này. Tempo này, bây giờ mình sẽ lấy thử bossa nova đi. Ok, bossa nova, cái nút này nhả lên. Cái nút này này, nhả lên, nút select này thì nó tương ứng với lại các điệu ở dưới, ấn xuống thì nó tương ứng với các nhả 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 ra thì nó tương ứng với các điệu ở trên, ấn xuống nó tương ứng với các điệu ở dưới thì bossa nova nằm trên đúng không? Thì mình nhả ra. Mình chọn bossa nova. Rồi, ấn start. Đó, mình nghe tempo xem vừa chưa? Rồi, bây giờ ta ấn vào chữ cho này. Rồi ta ấn lower hold. Nhớ nhá. Rồi. Đã có bát rồi đúng không? Tại vì cái lower hold này, cái lower này nghe cái hợp âm này mình chưa đẩy lên. Đó, tôi đẩy lên này. Ấn vào đây. Loop á, scale á. Ấn qua hợp âm này thì nó đơn giản, nó chỉ để chơi hợp âm thôi. Mọi người để ý nhá. Đây là cái cách đánh bát số 1. Tôi đẩy lên số 2 bát đánh khác này. Xong rồi. Tôi đẩy lên số 2 bát đánh khác này. Đó, bát đánh khác đúng không? Tôi đẩy lên nấc bát số 3 này. Đó, bát đánh khác nữa. Đẩy lên nấc bát số 4 này. Thì anh chị em mình á thì thấy cái hiệu cái đánh bát nào mà cảm thấy hợp á thì mình cứ chọn thôi đúng không? Đó, còn đây là có bốn kiểu loop nhá. Đây này, ấn vào. Rồi mọi người phải 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 nhấn nút này lâu quá nhá thì nó với giữ điệu cho mình, còn không á mọi người tắt đi này, thì mọi người tắt cái lower hold của đi này, nghĩa là cái giữ đó mọi người giữ chặt cái này nó kêu nhả ra nó dừng à. Ok đúng không? Đó, mình phải bật cái này lên mình chơi. Đó, mình nhả ra nó vẫn giữ. Đó, đơn giản vậy thôi đúng không? Rồi, bây giờ mình thử qua cái loop này nhá. Đây. Đó. Đó đây này. Số 2 này. Đó, nó đổi cách loop rồi, số 3. Đó. Nó đổi luôn này, số 4. Đó, nó đổi luôn. Rất là đơn giản. Ok, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn ta thử nghe cái loop khác nhá. À, nghe 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 disco thử xem. Rồi. Ta cứ đổi thôi. Nó ăn vào đây này. Lấy tiếng khác, ta đổi tiếng khác này. Cái lúc này nó tự đổi. Đơn giản chỉ có như vậy thôi đúng không? Đó, bây giờ như kiểu là ta lấy tiếng bát không này thì nó chỉ có bát cái trống thôi. Đơn giản vậy thôi, nó chỉ có tiếng bát không mà. Đó, cho vào hợp âm, nó vào hợp âm. Đó, nó chỉ có vài nút như vậy thôi. Rồi mọi người nghe mọi người đánh gọi như kiểu này nhá. Nào. Đàn này đơn giản là có như thế thôi, nó rất là dễ dùng, quan trọng là chủ yếu là tập piano là chính thôi. Mọi nhớ nhé, tập piano thì phải ấn về Nomen đó. Đó, đơn giản vậy thôi, còn ba cái nút này là để chơi điệu thôi, set mấy cái loop ấy tự động thôi. Ok, còn một chức năng nữa, cái này là cái sustain nhá, cái độ vang nhiều hay vang ít đấy, nhưng mà ta phải có pedal, ta lắp pedal vào sau này này. Đó, ta dẫm thì nó mới có tác dụng. Giờ cái đàn này tôi không chuẩn bị pedal. Ok, còn một cái nút này nữa là nút champo tăng tông. Tăng tông là sao? Ví dụ như kiểu rồi
ví dụ đây là tông đô. Ok, ta đệm hát một bài gì đó tông đô trưởng. Ví dụ anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Ok, ta thấy cái giọng này nó bị thấp quá, giờ tăng lên tông đi, hoặc là tăng lên nửa tông đi thì giữ chặt. Ok, đó là đô trưởng, giữ chặt nửa tông thì là ta sẽ lên nửa cung này thôi, từ đô này lên đô thăng, một tông thì từ đô lên rê. Ok, ấn vô để nó sáng này, nhớ nhá. Còn muốn trở về tông đô mặc định bình thường, ấn vô để nó tự tắt này. Tôi giữ chặt nhá, giữ chặt, ấn vô tông rê đi. Rồi lên rê, nó đã lên tông rồi đó. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Ok, vẫn thấy thấp đúng không, giữ chặt, lên thêm tông nữa, mi trưởng lên nữa. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại. Ok mọi người, còn muốn trở về cái tông gọi là không tăng không giảm, giữ chặt, ấn vào nút này nhé. Rồi cái đèn nó tắt, coi như là cái đàn đã trở về cái tông mặc định. Ok, chỉ có như vậy thôi. Cái đàn này sử dụng nó rất là đơn giản và cũng không có gì gọi là quá khó cả. Quan trọng là chúng ta sở hữu cái đàn này, chúng ta tập luyện piano hàng ngày. Buồn buồn thì ta chơi tí điệu đấy cho nó đỡ, cho nó giải trí thôi. Chủ yếu vẫn là dùng để tập piano, tại vì cái bàn phím của nó để tập piano rất là tốt và rất là chuẩn, tập piano mỗi ngày. Ok anh chị em, nếu mà ai mà sở hữu một cái cây đàn Roland Vintage Piano Plus 11 này đó, thì ra chúc cho mọi người sẽ có nhiều cảm hứng với cây đàn này, học piano mỗi ngày thật là tốt và có thật nhiều niềm vui cho âm nhạc. Cảm ơn đã xem cái clip hướng dẫn sử dụng đàn Roland Piano Plus 11 này, cảm ơn rất nhiều.